Hello anh em, hôm nay đi thăm lợp. Hôm nay tiếp tục thăm lợp anh em ơi. Hôm nay rút về hết luôn. Đây kìa, đây nè. Cái nào trước? Chắc cá sạch quá. Đi điểm quen thuộc anh em ơi. Nửa ký cái sạc gì anh em ơi. Không hết trời cái sạc. Em nó đi lấy cái kia. Chúng phải sạc cái sạc không nữa. Còn cái sạc không vậy? Đây cái này. Đổ bỏ đi cho đó. Trời gầm quá trời luôn nè. Trời đen hết trơn. Bỏ nè. Bỏ đi. Rõ nè. Còn đổ cho hết. Sạc nào có trời nắng phơi khô cũng được. Còn con nữa. Hơi cỏi khỏi gần. Đây. Nó cày lại luôn. Bỏ lọt phía trước hay bỏ gai vô sao? Vỏ bị lủng nhẹ bị rách chảy nước. Đi trước đi. Nhớ chỗ không? Bên tay trái trong kia chứ phải không? Không hình như cái đấy này giờ đem đi rồi mà phải không? Không nhớ không, hình như trong đó cái đúng rồi, không quay phim lại. Có không, hình như đó không? Có hàng không? Đổ đi. Đổ vô luôn đi.
tiếp tục đi anh em ơi. Bữa nay trời mát ghê. Trời mát mà quay video nó được đẹp ta. Nhớ đang cái nữa không? Đúng rồi. Đây hai cái. Lội ra đó lấy luôn nha, cho góc bằng nữa đó, nhớ không? Đang cái gì? Cái rung rinh chắc cái gì không biết. Rồi, đổ luôn đi. Rồi để đây rồi lắc đi, đi lấy cái kia lại luôn đi rồi đổ. Rồi, cái gô bự lắm anh em ơi. Đây nè. Chầm bá luôn. Nhà em nó đi lấy cái kia nè. Ngay góc bần đó đó. Ừ. Nhiều không? Là ốc. Lấy về cho ông Khoa luôn đi. Ừ. Đổ. Mở cái sạc luôn. Cái sạc nè anh em coi nè. Nãy giờ quá trời cái sạc luôn. Cái rô nó khó gai ha. Đã quên lấy bao tay với một cúp xe. Quá trời. Ốc có cái nửa ký vậy. Anh em coi nè. Đó không? Cái gậy xích lại giùm. Vũ vũ con cá chết thúi vô trong lũ ở bên ngoài nè. Cái tiếp theo anh em ơi. Cho mình. Trời đặt cái lọt nhìn tới muốn thấy luôn. Vậy còn bị mắc nữa. Vậy còn bị mắc nữa nè. Có hàng không? Thôi. Thôi rồi. Ốc. Cái gì chết vậy? Vô. Trả cái vô trên đầu được luôn. Sốc không? Đất rồi. Bỏ đi. Rồi đổ, đổ ốc bỏ luôn đi. Cái này em về không có anh em coi nè. Quá trời đã luôn. Thất mạnh hết dân nha. Đây có bài lồng rồng nó vô. Khùng. Tiếp tục đưa này mà. Cái này đặt ngay này vậy mà không có uống gì. Vậy không vô
Đây dắt nghiêng đó, miệng ta xịt hết trơn rồi. Tôi nhầm đó một cái nha. Điệt lợi này luôn. Đây có mực nhóc luôn coi. Lúc cần không có, lúc kiếm không thấy nhóc hết rồi. Trong có cá. Trong đó đó. Bữa hôm đặt không nhớ. Đi từ từ xuống nha, chứ có cây có gì dưới nè. Nào trong đó đó. Giặt ra cho sạch cho hết, lấy cái gãy lột hết. Bá nào lớn không? Cầm hết trơn á. Bên này bị kẹt đầu anh em ơi. Có hàng luôn. Đứng lên đâu dịnh chụp tấm hình nè. Rồi. Bên này còn sống không? Sống. Bên này chắc thả. Quýt. Được một con nè. Cuối cùng cũng dính được một con cá lóc. Cái con gì nó cắn lủng lỗ ra vậy ta? Nè. Chuột. Không. Bị sao? Giờ mới giá là mới được. Bé Nam này dắt đập cho chết rồi thả hay là sao? Hay là gỡ đầu nữa? Gỡ không ra. Giờ đập cho nó chết rút đường nó ra không? Thả gì mà hả? Bốn mỏ bây giờ. Vậy bắt con rắn. Xử lý bé Na trước đi rồi hết xử lý cá lóc sao. Để mà em ngưng đoạn này nha anh em. Em ngưng đoạn này rồi xử lý xong bé Na rồi em quay cho anh em coi tiếp. Tiêu rồi. Em mới thả rắn nè anh em ơi. Lội thế đẳng. Dắt miệng ngon. Rồi mở 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 vỏ. Vỏ này. Ừ. Cái lóc ngồi đây nghe nè. Như thế. Rồi đi. Để lên. À, hai ba cái nữa hết rồi. Rồi đi thẳng luôn. Con nhỏ nó dễ dính đầu lắm. Có con lớn nó không dính. Con lớn nó không có chen cái đầu vô được. Còn con nhỏ chen cái đầu ra cái hòn. Được quá nhanh ơi. Xích tới chút, xích tới chút. Có hàng không? Hàng gì vậy? Hàng sóc. Đổ lụm mấy cái sạch. Hàng chết không? Đổ ra là lụm hai con ba con nó sạch vậy. Bắt cái đầu, bắt cái đít. Thằng con đã vô trước đi. Trời ơi, cầm vậy nó giục con đấy nè. Rồi, vũ miếng mốt nó ra đi. Không để sợ nó chìm. Tiếp tục đi anh em ơi. Đi tới em quay cho anh em coi. Mưa anh em ơi. Mưa. Mà gắn, còn có một cái thì gắn thì quay đi. Theo luôn cũng được.
gần mà. Bà đốt khói đây ta. Hen. Không. Qua đặt kia đặt ở đâu? Đây đặt đường xuống này. Đặt cái khách nhớ chỗ luôn. Đây coi em vô thăm cho con. Thôi rửa nó đi. Không có anh em ơi. Có bọt nữa không có cá. Ai vậy? Có cái gì? Rồi, bỏ vô đi. Tôi bây giờ lập quay tổng kết coi được nhiêu quay cho anh em coi. Nó trống. Thành quả được nhiêu nè anh em ơi. Tôi cầm cái lóc lên này. Cái lóc cũng nhỏ nè anh em ơi. 3 lạng. Lóc 3 lạng. Mày cái sạch. Sạch không? Ốc lấy không ơi? Lấy luôn. Hay là bỏ, bỏ đi ơi. Ốc này ăn đau bụng á. Ốc nó buông vàng. Đen. Không. Này cá không chắc ăn tới 1 kg. Ốc của bự chứ. Cái gô mề nè. Chung đặt kiếm ăn anh em ơi, không có được cái nhiều để bán đâu. Như đây đủ ăn. Con nhỏ nhỏ này kho cho mấy con lính ở nhà. Còn mấy con lớn thì mấy người ăn. Thôi. Em cũng xin kết thúc clip anh em ơi. Hẹn anh em ở những clip sau nha. Bye. Mưa về anh em ơi.